Tôi là người Việt, hôm nay tôi đi đến sân bay Tân Sơn Nhất để đồng người Nhật. Nhưng mà tôi lo lắng vì tôi không thể nói tiếng Nhật nên tôi phải nói tiếng Anh. Where's your hotel? I want to go. Ben Ben Hu. Ben Ben Hu. Điện Ben Hu. À, Điện Ben Hu. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật mà. Chỗ tôi xem địa chỉ. Không hiểu, 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 không hiểu nha. Tôi nghe anh này tập nói tiếng Việt nha. Tôi vui quá, tôi muốn nghe. Bây giờ anh này rồi tiêu bê mình. Cảm ơn anh. Tôi tên là Kazu. Tôi là người Nhật. Tôi là Latotic Việt Nam. Mong anh Việt Nam Latong Ong. Anh này nói gì? Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật mà. Hãy nổi tiếng. Không hiểu, 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 không hiểu nha. Người Nhật dễ chịu, người Nhật chăm chỉ, nhưng mà người Nhật không thể nói tiếng Việt. Không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu nha. Tôi muốn hiểu người Nhật, muốn hiểu về Nhật, nhưng mà không hiểu phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu.